xin chào anh chị và các bạn chúng ta bắt đầu đọc đề bài số 21 nếu hai đường cầu tuyến tính tuyến tính có nghĩa là đường thẳng các bạn hai đường cầu tuyến tính d1 và d2 có cùng giao điểm với trục tung à, có cùng giao điểm với trục tung đây hai đường cầu à, tuyến tính tức là đường thẳng đúng không d1 và d2 nó có cùng giao điểm với trục tung có cùng giao điểm với trục tung và cái vị trí giao điểm này chính là b sao à, chính là b sao chính là b sao các bạn rồi à, tương ứng với cái mức giá là B sao đúng không? D1 thì gần gốc tọa độ hơn là so với D2. À, D1 các bạn, D1 nó gần gốc tọa độ hơn là so với D2. Được chưa? Thì tại một cái mức giá B bất kỳ, tại một cái mức giá B bất kỳ. À, như vậy thì ta vẽ cái mức giá B bất kỳ. À, chúng ta vẽ B ở đây. B ở đây. Tại cái mức giá B bất kỳ các bạn. À, thì tại mức giá này đúng không? À, chúng ta có là Q1 và chúng ta có à, Q2. Chúng ta có Q1 và chúng ta có Q2. Rồi. À, tại mức giá BR bất kỳ à, à, với BR là khác B sao đúng không? BR khác B sao tức là BR nó nằm đây. Còn B sao nó nằm ở trên đây. Thì ta luôn có độ co giãn à, à, của cầu 1 theo giá lớn hơn độ co giãn của cầu 2 theo giá hay là nhỏ hơn hay là bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn hay là bằng đúng không? đó thì bây giờ chúng ta sẽ uh, uh, suy nghĩ coi chúng ta suy nghĩ coi uh, chúng, ta tính cái, uh, độ co giảng. chúng ta tính cái độ co giãn chúng ta tính cái độ co giãn của cầu một uh, theo giá đúng không là nó sẽ bằng bao nhiêu nó không bằng bao nhiêu thì nó có phải bằng rằng là đạo hàm đúng không tức là độ dốc nó bằng độ dốc đạo hàm tức là độ dốc các bạn độ dốc uh, của tiếp tuyến đó độ dốc nhân với lại biến rô chia hàm rô Đó, biến rô chia hàm rô tức là chúng ta đang tính độ co giãn của cầu mọc theo giá tại cái điểm này đây nè các bạn tại cái điểm này đây nè đúng không à đây người ta nói rằng là tại một điểm à, tại một cái mức giá br bất kỳ đúng không à, tức là chúng ta đang tính tại chỗ này là chúng ta tính à, độ co giãn ed1 và tại chỗ này chúng ta sẽ tính độ co giãn ed2 đúng chưa Rồi, chúng ta tính ed1 trước đúng không Đó thì chúng ta thấy là độ dốc đúng độ dốc nhân với lại biến rô chia hàm rô nhân với lại biến rô là bê rô đúng không chia hàm rô là quy một nè, chia quy 1 à, chia quy 1 rồi chúng ta ghi vô đây rồi chúng ta thấy như thế nào các bạn chúng ta thấy như thế nào chúng ta thấy độ dốc bây giờ chúng ta suy nghĩ về cái độ dốc đúng độ dốc chúng ta lưu ý là quy là hàm số quy là hàm số còn à, tức là trong cái à, cái tính toán về À, độ có giảng. à thì người ta xem lượng là hàm và giá là biến, à, cho nên là quy là hàm số, quy là hàm số nha các bạn nhớ nha, quy là hàm số à, và b lại là biến số, đúng không? Cho nên cái độ dốc của cái đường này sẽ tính sao? Chúng ta sẽ hình dung nó đi như thế này, đúng không? Nó đi như thế này, nhớ cái trục này là trục hàm, à, còn cái trục này là trục biến, chúng ta nhớ chỗ đó. Vậy thì bây giờ những bạn nào mà quen về toán học rồi đó, thì chúng ta sẽ xem cái đồ thị bên đây đúng không? Chúng ta thường hay vẽ trục tung là trục hàm và trục hoành là trục biển. Như vậy thì muốn tính cái độ dốc thì có phải bạn vẽ xuống không? Rồi sau đó sau sau đó từ cái à, trục hoành bạn sẽ vẽ xác định cái góc từ trục hoành đúng không? Từ trục hoành bạn xác định cái góc. Đó, bạn xác định cái góc như vậy ừ. cái góc này nó âm đúng không cái góc này nó nó đi cùng chiều kim đồng hồ nó đi cùng chiều kim đồng hồ có nghĩa là nó ngược chiều dương lượng giác như vậy đây là một cái góc nhọn đây là một cái góc nhọn âm là một góc nhọn âm Đó. tương tự như vậy thì sao tương tự như vậy thì à, nếu chúng ta xem đây là hàm và đây là biến thì cái góc có phải là cái góc này không cái góc này đúng không tức là bây giờ chúng ta đang đang nói về độ dốc đang nói về độ dốc thì độ dốc nó liên quan đến cái à, tăng À, alpha mà alpha là góc nào alpha là cái góc này đây à, alpha là góc này đây như vậy thì chúng ta phải biết xác định được cái góc alpha thì chúng ta mới biết được cái độ dốc đúng không thì à, thì đây thì à, tăng alpha tức là tăng của cái góc này đúng không à, tăng của góc này à, như vậy thì à, có phải chăng rằng là à, cái độ dốc này nó âm không các bạn cái độ dốc này nó âm không nè à, cái góc alpha này là cái góc alpha này là cái góc nhọn âm góc nhọn âm đúng không? Đó nó cùng chiều kim đồng hồ tức là nó ngược chiều dương lượng giác tức là nó là góc nhọn âm. Góc nhọn âm thì tăng của một cái góc nhọn âm đúng không? là nó sẽ là số âm. Tăng của một góc nhọn âm nó sẽ là số âm. Như vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh cái số âm vô đây. Dấu trừ vô đúng không? dấu trừ. Rồi, chúng ta thấy rằng là cái góc này thì nó đối đỉnh với góc này đúng không? Hai góc này nó bằng nhau đúng không? Thì tìm tăng có phải lấy đối chia kề không? Tìm tăng lấy đối chia kề. Đó, lấy đối chia kề nè không? Đối chia kề đó chỉ cài như vậy là lấy cái đoạn nằm trên trục hàm chia cho cái đoạn nằm trên trục biến đúng không rồi có phải là lấy cái đoạn nằm trên trục hàm nè các bạn trục hàm nè đúng không trục hàm chúng ta đặt cái điểm này là cái điểm A đi các bạn và cái điểm này chúng ta đặt điểm B đi như vậy lấy cái đoạn nằm trên trục hàm là OA à, chia cho cái đoạn nằm trên trục uh, biến đúng không nằm trên trục biến là OB OB sao OB sao đó tức là O OA chia OB sao đúng không? Rồi. Thì à, còn không thì sao các bạn? À, tức là OA mà chia O B sao thôi chúng ta cứ ghi từ từ đi chứ nếu không một lát nữa chúng ta rối đó là OA chia OB sao à rồi nhân cái gì nhân biến rô chia hàm rô nhân biến rô đó chia hàm rô là là quy 1 rồi chúng ta tiếp tục biến đổi nha các bạn chúng ta chưa dừng ở đây đâu chúng ta tiếp tục biến đổi dấu trừ này chúng ta cứ viết lại nha OA chia OB rồi chúng ta nhìn đây OA không OA nè chia OB sau thì nó cũng bằng là cái điểm này chúng ta đặt là điểm mà à, điểm C và điểm D đi ha? chúng ta đặt như vậy đi nè nhắc lại nè oa mà chia ob sao nó cũng chính bằng à broc chia bro sao đúng không đó broc nè chia bro sao đúng chưa thì theo cái à, cái à, quy tắc là tam giác động dạng đó đúng không tam giác động dạng đó nhắc lại nha oa trên ob sao cũng chính bằng là broc trên pero bê, bê sao theo cái nguyên tắc là của tam giác đồng dạng như vậy là nó sẽ là pero c đúng không trên pero bê, bê sao pero b sao rồi chúng ta lại nhân cho Br à, chúng ta nhân Br chia quy một rồi viết lại đúng không tiếp tục chúng ta bằng tiếp đi các bạn bằng tiếp đi như thế nào à bro c BRC cũng chính là Q1 đúng không? BRC nè. Q1, Q1 có nghĩa là từ đây tới đây. Thì BRC cũng chính là Q1. BRC cũng chính là Q1, đúng không? Còn BRB sao? BRB sao? Thì cứ để nguyên, BRB sao cứ để nguyên. BRB sao cứ để nguyên nha. Rồi nhân cho à BR, BR thì viết lại, BR để nguyên cỡ này là quy 1 viết lại à. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nó xuất hiện quy 1 trên tử và quy 1 dưới mẫu thì chúng ta sẽ triệt tiêu đi, chúng ta triệt tiêu đi. Như vậy thì chúng ta có cái độ co giãn của D1. À cỡ độ độ co giảng của đường cầu 1 theo giá tại cái điểm BR đó. Thì đương nhiên nó là số âm đúng không? Nó là số âm. của BR chia BR bây sau. Đó, BR bây sau. Rồi. Chúng ta nhớ ở đây, chúng ta nhớ ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi tính cái độ co giãn, đúng không? Độ co giãn à, E D2. À, chúng ta tiếp tục chúng ta tính E D2. À. Rồi, chúng ta cũng, à, đương nhiên nó cũng bằng cái gì? Nó cũng bằng độ dốc nhân B đúng không? Nó cũng bằng là độ dốc. Nhưng mà lúc này là độ dốc của cái đường D2 các bạn. Độ dốc nhân B chia quy nhưng mà lần này là quy 2 à chúng ta tính độ có giãn tại điểm này đúng không thì nó bằng độ dốc nhân cho pro chia cho q2 các bạn chia cho q2 à thì độ dốc nó cũng là cái độ dốc âm cho nên chúng ta ghi cái dấu trừ vô ghi dấu trừ vô à, rồi à, nó cũng bằng là gì à, tìm tăng lấy đối chia kề đúng không nè tìm tăng à, lấy đối chia kề tức là lấy cái cạnh nằm trên trục hàm là OB, à, OB, à, OB các bạn, OB, ta chia cho cái cạnh nằm trên trục biến là OB sao, OB sao, đó rồi chúng ta cũng nhân cho BR chia cho Q2 và chúng ta bằng luôn dấu trừ này chúng ta viết lại, rồi bây giờ chúng ta nhìn cái tam giác đồng dạng, chúng ta thấy rằng là OB mà chia cho OB sao đúng không? thì có phải chăng rằng là nó bằng là BROD, BROD nè, chia cho BRB sao đúng không? Đã. nó sẽ OB các tỷ lệ này đúng không? nó sẽ bằng là BROC, à BROD các bạn, BROD à, chia cho là BROB sao? À, nhân cho BRO chia cho Q2. Đó. Mà chúng ta thấy BROD nó bằng cái gì? BROD chính là Q2. BROD chính là Q2 nè, Dấu trừ này chúng ta viết lại nè, đúng không? Rồi, BRO B sao ở dưới mẫu chúng ta viết lại. Ở trên tử này là BRO và ở dưới đây là Q2 chúng ta viết lại. Như vậy thì chúng ta cũng lại thấy xuất hiện là Q2 Q2 chúng ta triệt tiêu. Như vậy là cái độ co giãn tại cái điểm D này nè các bạn, à, điểm D. nó chính là trừ đúng không trừ à, nó bằng là trừ b rô chia cho b rô b sao thì chúng ta thấy hai cái này nó giống nhau à, hai giống nhau đều là trừ b rô chia b rô b sao à, như vậy thì sao vậy chúng ta kết luận là là sao này là nó bằng nhau bằng nhau à, như vậy thì à, các bạn lưu ý là à, thông thường các bạn thông thường cái bài cái câu hỏi này nó rất là thích cho cái trong bài thi nó rất thích cho các bạn rất thích cho À, nhưng mà nó cho không phải để à, các bạn tính đâu, thì bạn tính quá dài đúng không? bạn tính quá dài mà chưa chắc gì là bạn đã biết tính, bởi vì bạn muốn tính được như vậy thì bạn phải nắm vững cái kiến thức à, là à, hình học, à, kiến thức hình học của à, lớp 8 <laughs> mà thông thường các bạn mà lên tới à, học cao học rồi là à, các bạn quên, bạn quên hết ráo rồi. ví dụ như bạn học đại học thì quả mai bạn còn nhớ, hoặc à, học đại học quả mai còn nhớ nhưng mà bạn học ôn thi cao học là dứt khoát bạn quên hết cái kiến thức lớp 8 rồi, đúng không? Quên rồi nó nó xa quá, nó xa quá bạn quên rồi. Bạn quên tâm giác động dạng rồi. Thế cho nên người ta cho không phải là để bạn tính toán đâu. À. Mà người ta cho là để bạn học thuộc lòng, tức là bạn đã học thuộc lòng cái câu hỏi này luôn rồi. Câu hỏi này nó quá là phức tạp và bạn thấy một nụ như vậy là bạn quất vô dấu bằng luôn rồi bạn xong. À chứ không phải là cho để bạn làm đâu bởi vì bạn không có thời gian để bạn làm mà bạn có thời gian cũng chưa chắc gì bạn làm được bởi vì bạn đã quên hết ráo rồi cho nên là sau khi à là mình sửa cho bạn cái bài này thì bạn chịu khó học thuộc lòng giùm mình học thuộc lòng nguyên cái đề thi cũng như học thuộc lòng cái đáp án luôn Đấy không ta nhắc lại bạn học thuộc lòng cái đề thi như thế này sau đó bạn học thuộc lòng cái đáp án này đi thi thông thường nó rất thích cho câu này và bạn cứ gặp câu này bạn đánh cái bập vô thôi mất cho chỉ cần là bạn mất có khoảng là à 5 giây ha để bạn đọc cái đề thôi, 5 giây hoặc 10 giây bạn đọc đề rồi bạn quấn rồi ha. Nhớ đừng có làm cái câu này nha. Câu đừng có làm câu này nó rất mất thời gian. Còn nếu mà bạn quên rồi, bạn quên rồi bạn không nhớ đáp án là gì thì thôi bạn bỏ câu này đi. Nhưng mà khuyến khích là khuyến khích là bạn học thuộc lòng đi ha. Câu này thế nào nó cũng cho ha. Rồi. Bây giờ chúng ta uh, trả lời câu uh, 22. Khi uh, báo chí uh, vừa đưa tin đó là dịch cúm gia cầm đang xảy ra ở nhiều tỉnh trong nước nó dịch cấm gia cầm đang xảy ra ở nhiều tỉnh trong nước, Đã. báo chí nó đưa tin thôi, báo chí nó đưa tin thôi các bạn, cái không biết là có hay không không biết, à, nhưng mà nó đưa tin như vậy, à, thành ra làm sao thành ra là thực sự là cái nguồn cung về gia cầm nó có thay đổi hay không không có biết, tại vì đây là báo chí nó đưa đưa tin, nhưng mà đặc biệt là cố tổng thống nguyễn văn thiệu có nói rằng là đừng nghe những gì chó đẻ nói mà hãy nhìn xem những gì chó đẻ làm. À, có nghĩa rằng là à, báo chí của chó đẻ, báo chí của tà quyền, của băng đảng cướp sạch, viết tắt là đời cờ sờ, tức là đảng cướp sạch, báo chí của cướp sạch mà nó, à, nó đưa tin thì gần như là nó đưa tin rất là tào lao, đa số đại, đa số cái tin tức nó đưa ra rất là tào lao, đúng không? cho nên báo chí đưa tin là chúng ta đừng có tin, không? chúng ta đừng có bao giờ tin, và báo chí nó đưa tin à, nhớ như vậy. À, như vậy thì thực tế là không biết là cái nguồn cung về gia cầm tức là gà dịch đó không biết cái nguồn cung về da cầm nó có thay đổi hay không đó là không biết có thể nó không có vấn đề gì hết đó. chỉ là nó đưa tin tàu lao vậy thôi hoặc là trung cẩu nó đưa tin tàu lao như vậy thôi các bạn dạ không <laughs> tuy nhiên Tuy nhiên nó đưa tin như vậy làm rất là nhiều những kẻ mà cuồng gọi là cuồng bả chó, cuồng đảng đỉ, cuồng bả chó, cuồng đảng đỉ họ rất là sợ, họ rất là nghe họ quan mang liền. Tại vì họ nghĩ rằng là tin tức do bả chó đưa ra, tin tức do đảng đỉ đưa ra là có thật. Họ nghĩ là như vậy đó các bạn họ nghĩ là là, là tin này là có thiệt họ quan mang họ sợ quá họ sợ bị dịch cúm đúng không họ sợ bị dịch cúm cho nên sao cho nên họ không ăn gà việt nữa mà nếu họ không ăn gà việt nữa thì họ tìm cái cái thịt khác để mà họ thay thế ví dụ như gì ví dụ như là họ ăn thịt heo đúng không họ ăn thịt heo nhiều hơn đó. họ ăn thịt heo nhiều hơn hoặc là họ ăn thịt bò nhiều hơn hoặc là họ ăn cá nhiều hơn mà họ sẽ không ăn hoặc là họ ít ăn hạn chế ăn là gà việt lại đó như vậy thì họ ăn heo bò gà đó. nhiều hơn đúng không nhiều hơn thì như vậy nếu như mà họ ăn heo bò gà nhiều hơn thì chúng ta thấy cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đây chúng ta thấy cái đồ thị nó như thế này đây là trục giá và đây là trục lượng đây là đường cầu và đây là đường cung đúng không đường cung thì không thay đổi đâu nha các bạn chúng ta nói hồi nãy rồi báo chí đưa tin thôi chứ còn à, thực tế thì không biết như thế nào đúng không mà đặc biệt là cố tổng thống nguyễn thiệu có nói là đừng nghe những gì xúc vật nói mà hãy nhìn xem những gì xúc vật làm thế cho nên là đường cung nó cũng chả biết nó như thế nào chúng ta không có xét tới Đó. nhưng mà chắc chắn một điều các bạn chắc chắn một điều là à, mọi người sẽ sao mọi người sẽ chạy đi ăn thịt heo thịt bò thịt cá như vậy thì sao à, à, như vậy thì à, là cái đường cung về heo bò cá nó không có gì thay đổi ở đây không có không có liên quan gì đến cái đường cung của heo bò cá hết Đó. nhưng mà cầu về heo bò cá thì sẽ tăng lên Đó. tại vì sao? Tại vì mọi người ùng ùng đi ăn heo thay vì là ăn gà những người ăn gà bây giờ họ không ăn gà nữa, họ ăn heo, hoặc là họ không ăn heo thì họ ăn cá, hoặc là họ không ăn cá thì họ ăn bò, nhưng mà chắc chắn là họ không ăn gà. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái cầu về heo bò cá, cái cầu về heo bò cá nó tăng lên các bạn. Cầu về heo bò cá tăng lên làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải các bạn, dịch chuyển sang phải. Và chúng ta thấy có cái đường đứt đứt ở đây đúng không? Đây là cái đường D phẩy tức là cái đường D sau, chứ đường cầu lúc sau đúng không? Cầu về heo bò cá nó dịch sang phải đúng không Làm cho cái gì làm cho cái điểm cân bằng nó chạy từ cái điểm A này chạy lên cái điểm B chạy từ điểm A chạy lên điểm B này đúng không Đó, Như vậy chúng ta thấy giá tăng lên đúng không? giá tăng lên như vậy thì sao giá đúng không Giá các loại thực phẩm khác như là heo bò cá vân vân tăng lên ngay nó tăng lên nó tăng lên ngay là tại vì sao là tại vì cầu, phải không? là tại vì cầu à, của các cái hàng, à, các cái à, các cái hàng hóa này, không? nó nó tăng lên. Như vậy thì chúng ta chọn là cầu các thực phẩm này nó tăng lên, cầu các loại thực phẩm này tăng lên, Đó. cầu các loại thực phẩm à, heo bò cá nó tăng lên làm cho cái giá heo bò cá nó tăng lên. Đấy. Như vậy thì chúng ta vừa sửa hai bài tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi à, video này. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.